Cũng muốn kết hợp yếu tố Việt Nam vào trong những cái thể loại đó để khi mà khán giả nghe, ngay cả khán giả nước nước ngoài họ nghe thì họ sẽ biết là người Việt Nam làm. Dòng nhạc mình đang theo đuổi thì là dòng nhạc bass, nó xuất phát từ UK. Bên cạnh những cái dòng nhạc đấy thì mình cũng muốn kết hợp yếu tố Việt Nam như là tiếng đàn tranh, đàn bầu, sáo mèo, sáo trúc. Album đầu tiên của mình, cái ý tưởng thai nghén là từ 2018 cho tới giờ, thì cũng có một số bài là đã phát hành rồi, ví dụ như bài Cogan và Conspiracy. Cái nguồn cảm hứng bài Conspiracy thì là sử dụng vocal của giáo sư Trần Văn Khe. Những cái đoạn vocal đó thì được cắt ra từ một cái đoạn phỏng vấn của thầy về bản sắc văn hóa Việt Nam. Một cái đoạn phỏng vấn dài khoảng 2 tiếng, nghe hết 2 tiếng xong rồi cắt ra từng chữ. Mình cũng muốn đem một cái yếu tố dân tộc vào thử. Trước đó thì mình cũng có làm nhưng mà nó không nhiều. Mình muốn cân bằng giữa hai yếu tố đó để nó định hình cái phong cách của mình về sau này luôn. Còn riêng bài Cogan, đó cũng là một cái bản thử nghiệm. Thì mình muốn kết hợp các dân tộc thiểu số. Đó là một bài cúng thần của họ, cúng thần cho mùa màng tươi tốt. Với người mà theo dõi cái quá trình hoạt động của Teddy từ những ngày đầu tiên thì tôi thấy rằng là cái cách mà bạn ấy đưa những cái chất liệu mang cái bản sắc địa phương rất là thú vị. Thể loại mà Teddy đang theo đuổi cũng như là những cái phong cách trình diễn mới với cái tinh thần cởi mở cũng như là tìm hiểu rất là nhiều về những cái di sản cũng như là những chất liệu địa phương, thì tôi nghĩ rằng là về dòng nhạc cũng như là phong cách âm nhạc mà Teddy đang theo đuổi thì có rất là nhiều cái tiềm năng phát triển trong tương lai. Đối với mình, thỉnh thoảng nó cũng sẽ có một vài cái khoảng lặng. Mình cũng cảm thấy là cái âm nhạc của mình, cái con đường mình đang đi nó sẽ hơi kén người nghe. Hồi trước thì mình cảm thấy là khá là bế tắc, dạo gần đây thì mình cởi mở hơn. Làm nhạc với những anh em khá, cũng có những bạn trẻ hơn làm nhạc chung với mình và họ cảm thấy là họ thích cái style này. Mình sẽ cảm thấy rất vui khi có những người đi cùng mình. Một cái bài nữa ở trong album mà mình đã phát hành rồi là Neo Sài Gòn. Khi mà mình làm bài nhạc đấy thì mình muốn khắc họa một cái bức tranh về thành phố Hồ Chí Minh 100 hoặc 200 năm sau. Bài nhạc đấy thì đã được sử dụng trong một bộ phim và thông tin bộ phim thì tới bây giờ vẫn đang bảo mật, cho nên là mình sẽ thông báo tới mọi người sớm nhất khi mà bộ phim phát hành. Còn toàn bộ nội dung của cái album thì mình cũng muốn thực hiện nó thành một cái phim ngắn, đang xem một số chi tiết khoa học viễn tưởng nữa, truyền đi cái thông điệp về một cái câu chuyện hoàn chỉnh về bản sắc văn hóa dân tộc, tình yêu giữa con người với lại thiên nhiên, với lại đất nước, dân tộc Việt Nam. Chờ.